Đây là phiếu thu với nội dung là thu tiền chi hộ. Chúng ta có chi hộ cho công ty mỏ Nam Bộ về khoản chi phí cho hải quan của cảng Hải Phòng. Đến ngày 15 tháng 1 thì công ty Nam Bộ trả lại tiền cho công ty chúng ta khoản mà công ty chúng ta đã chi hộ công ty hóa chất mỏ Nam Bộ. Khi mà chúng ta chi hộ thì chúng ta hạch toán nợ tài khoản 1388 có 111. Thì bây giờ chúng ta thu về thì chúng ta hạch toán ngược lại nợ cho 111 và có 1388. Trên phần mềm thì chúng ta vào phân hệ quỹ, chọn thu tiền. Đối tượng là công ty Mico. Lý do chúng ta ghi là thu tiền đã chi hộ. Ngày hạch toán, ngày chứng từ là ngày 15 tháng 1 năm tài chính. Nợ cho tài khoản 111 có 1388. Số tiền là 1.500.000. Hạch toán xong thì chúng ta nhấn cất để hoàn thành việc hạch toán và đóng dữ liệu lại. Muốn xem công nợ phải thu khác có giảm hay không thì các bạn vào báo cáo phân tích, mở bảng cân đối tài khoản, chọn kỳ mà chúng ta cần xem. Và chọn bậc tài khoản là bậc 3, tích hiển thị số dư hai bên, nhấn đồng ý. Ở đây chúng ta có liên quan đến tài khoản 1388 phải thu khác. Do đó, tại đây chúng ta sẽ tích vào tài khoản 1388 để chúng ta xem. Ngày 9 tháng 1 chúng ta có chi hộ làm phát sinh nợ của tài khoản 1388 và ngày 15 tháng 1 chúng ta thu tiền đã chi hộ thể hiện ở phát sinh có tài khoản 1388. Như vậy là nợ và có 1388 là hết và cuối kỳ sẽ không có số dư. Tức là chúng ta đang hạch toán đúng. Còn nếu như chúng ta có hạch toán phản ánh số tiền 1.500.000 này nhưng chúng ta lại không thấy xuất hiện trên tài khoản 1388 một trong hai nghiệp vụ này thì lúc đó các bạn phải vào phân hệ quỹ để chúng ta tìm đến nghiệp vụ có liên quan đến số tiền 1.500.000 để chúng ta xem là chúng ta phản ánh tài khoản nợ có đã đúng hay chưa. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về hạch toán phiếu thu khoản thu tiền đã chi hộ trên phần mềm MISA.